Thưa quý vị, trong lúc quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn chưa bớt căng thẳng, thì chính phủ Triều Tiên lại thẳng thừng cho rằng những vụ tấn công vào website chính phủ của nước này hồi tháng 6 có bàn tay của nước láng giềng phía sau. Ngày 16 tháng 7, chính phủ Triều Tiên cho biết hồi tháng 6, website chính phủ và hệ thống máy tính của các văn phòng nội các đã bị tấn công bằng mã độc. Triều Tiên cho rằng vụ việc lần này có liên quan đến nước láng giềng Hàn Quốc. Sau khi phân tích hơn 82 mã độc và kiểm tra địa chỉ IP sử dụng trong cuộc tấn công, chúng tôi phát hiện phương thức tấn công này khá giống với những vụ việc trước. Đặc biệt trong đó có một mã độc máy tính có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Vì vậy, chúng tôi cho rằng Hàn Quốc có liên quan đến vụ việc lần này. Hồi tháng 3, Triều Tiên cũng nghi ngờ Hàn Quốc liên quan đến vụ làm tê liệt 10.000 máy tính, server của đài truyền hình và ngân hàng nước này. Trước cáo buộc của Triều Tiên, Hàn Quốc tiếp tục đưa ra lời phủ nhận, đồng thời cho biết bản thân Hàn Quốc cũng là nạn nhân của các vụ xâm phạm an ninh mạng. Không chỉ có Hàn Quốc, Mỹ cũng từng bị Triều Tiên cáo buộc tương tự. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên, an ninh mạng của nước này đang bị xâm phạm rất nghiêm trọng và phải huy động lực lượng chuyên viên gần 3.000 người để xử lý.